Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ tư ngày 21 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chương trình thời sự hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trồng cây tại Trung đoàn 126. Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án. Các địa phương tổ chức giao lưu, gặp mặt và khen thưởng cho các tân binh lên đường nhập ngũ. Các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó ngay từ đầu năm. Cảnh báo tình trạng trộm cắp tiền công đức tại các nơi thờ tự. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự lễ phát động Tết trồng cây mùa xuân năm 2024 do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức. Cùng dự có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn được tổ chức tại Trung đoàn 126 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh có kế hoạch trồng trên 4.500 cây xanh, cây ăn quả các loại, bao gồm phi lao, keo, lá tràm, bưởi, cam, xoài. Tham gia trồng cây mùa xuân cùng cán bộ chiến sĩ tại đây, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến cán bộ chiến sĩ về mục đích, ý nghĩa lâu dài của việc trồng cây xanh, từ đó kêu gọi hưởng ứng tích cực tham gia phong trào trồng chăm sóc cây xanh tại cơ quan đơn vị mình, góp phần hoàn thành mục tiêu 1 tỷ cây xanh của chính phủ và làm cho đất nước càng ngày càng xanh. Được biết, từ năm 2020 đến nay, lực lượng vũ trang tỉnh đã trồng và phối hợp trồng trên 50.000 cây xanh các loại. Nhân dịp này, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra công tác xây dựng khu vực diễn tập, chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, phục vụ công tác diễn tập của tỉnh. Công trình được xây dựng cho khuôn viên mở rộng của trường bắn huấn luyện cơ bản trên địa bàn xã Hiệp Cường. Tại đây, sau khi nghe giới thiệu và báo cáo tiến độ thi công từng hạng mục, các đồng chí thường trực Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung chỉ đạo đôn đốc công tác thi công đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, đặc biệt là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thiết kế cho khu vực diễn tập. Trong 2 năm qua, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 333 dự án với tổng diện tích giải phóng mặt bằng là gần 3.800 ha. Đây là kết quả nổi bật sau 2 năm thực hiện chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Kết quả trên đã đóng góp không nhỏ vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2023, đưa tăng trưởng kinh tế GRDP của Hưng Yên đứng thứ 7 trên 63 tỉnh và thành phố trên cả nước. Là huyện thuần nông, nhưng trong 2 năm 2022 và 2023, huyện Phù Cử đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 36 dự án trên 53 dự án với tổng diện tích trên 297 ha trên 390 ha đất cần giải phóng mặt bằng. Nổi bật, huyện đã tập trung giải phóng mặt bằng được trên 120 ha trên 175 ha đất để bàn giao cho nhà thầu, triển khai 4 mũi thi công dự án trọng điểm đường Tân Phúc Võng Phan và hoàn thành giải phóng mặt bằng 2 trên 3 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, gồm cụm công nghiệp Trần Cao Quang Hưng và cụm công nghiệp Đoàn Đào Quán Đỏ. Riêng huyện Phù Cử trong thời gian vừa qua cũng đã tích cực triển khai cụ thể các dự án được giao nhiệm vụ giải phóng mặt bằng trong các dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn huyện, trong đó có đường Tân Phúc Võng Phan, thì tiến độ giải phóng mặt bằng có thể nói là đạt được cái tiến độ của ban chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh giao. Đối với 3 dự án cụm công nghiệp trên địa bàn thì huyện cũng đã tiến hành giải phóng xong. Trong 2 năm qua, huyện Tiên Lữ triển khai 46 dự án, trong đó số dự án công trình đã hoàn thành giải phóng mặt bằng là 28 dự án với tổng diện tích gần 137 ha trên 234 ha đất cần giải phóng mặt bằng. Trong thời gian qua, huyện đã tập trung giải phóng mặt bằng đối với 2 dự án giao thông trọng điểm qua địa bàn huyện đảm bảo tiến độ đề ra. Huyện Tiên Lữ chúng tôi cũng cơ bản đảm bảo tiến độ và bàn giao mặt bằng kịp thời cho đơn vị thi công. Đối với các dự án trọng điểm của tỉnh như là đường Tân Phúc Võng Phan, đường nối hai đường cao tốc và tuyến đường bên, huyện Tiên Lữ hết sức là tích cực cũng đã bàn giao kịp thời các cái mặt bằng theo cái tiến độ, theo cái mốc thời gian mà tỉnh yêu cầu. Từ khi có chỉ thị số 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tổng số dự án cần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh là 569 dự án công trình với diện tích trên 5.000 ha. Tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 333 dự án với tổng diện tích gần 3.800 ha, trong đó có 15 dự án trọng điểm được Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 đưa vào danh sách theo dõi chỉ đạo thường xuyên.
Kết quả trong năm 2023, giải phóng mặt bằng được khoảng 460 ha đất khu công nghiệp, 250 ha đất cụm công nghiệp. Nổi bật là các dự án công trình trọng điểm như đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đạt trên 195 ha, đường Tân Phúc - Võng Pham đạt gần 130 ha, khu công nghiệp số 3 đạt gần 160 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng đạt trên 168 ha, khu công nghiệp Yên Mỹ đạt trên 30 ha. Đã khởi công 3 khu công nghiệp lớn gồm khu công nghiệp số 3, khu công nghiệp số 5, khu công nghiệp Thăng Long 2 mở rộng giai đoạn 3 và 4 cụm công nghiệp gồm Minh Khai, Quảng Lãng, Đặng Lễ, Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân, Trần Cao, Quang Hưng. Trong năm 2023, các khu công nghiệp đã tiếp nhận được 64 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 715 triệu đô la Mỹ và gần 2.000 tỷ đồng. Tổ công tác cũng bổ sung các cái dự án trọng điểm của tỉnh, có cả dự án đầu tư công và có cả những cái dự án đầu tư tư nhân. Và những cái dự án đầu tư tư nhân đấy thì tôi nghĩ là chúng ta đang hướng chủ yếu là các cụm công nghiệp. Đưa vào những cái gì mà nó có khả thi, đưa vào những cái gì đấy mà cần phải thực sự là có vướng mắc ở trong đấy thì cần đưa vào ban chỉ đạo. Thế còn đề nghị là làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về đất đai, đặc biệt là thu hồi đất và giải phóng mặt bằng. Và cuối cùng vẫn là làm sao để cho dân, cho doanh nghiệp đồng thuận với các chủ trương, các quy định của pháp luật cũng như là của tỉnh. Qua 2 năm thực hiện chỉ thị số 15 dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt và kịp thời đồng bộ của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy chính quyền các cấp, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ quyết tâm của các chủ đầu tư và nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Về cơ bản, những khó khăn vướng mắc lớn về giải phóng mặt bằng của các dự án trên địa bàn tỉnh đã được xử lý. Công tác giải phóng mặt bằng đã đóng góp không nhỏ vào thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2023. Hiện những tuyến đường giao thông trọng điểm, những khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các dự án đô thị đã và đang hiện hữu làm thay đổi rõ nét diện mạo của tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt, ngay từ những ngày đầu năm mới Giáp Thìn 2024, công tác giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt với sự đồng thuận cao của nhân dân. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định tổ chức lại cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và các đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh. Dự nghị có đồng chí Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, Đại tá Tô Thành Quyết, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện và đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh. Quyết định của Bộ Tổng tham mưu quy định phân loại tổ chức cơ quan quân sự địa phương. Cũng tại hội nghị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh công bố các quyết định nhân sự cán bộ, quyết định thành lập tổ chức đảng. Theo các quyết định, giải thể Ban Khoa học Quân sự, sáp nhập và tổ chức lại Phòng hậu cần, Phòng kỹ thuật thành Phòng hậu cần kỹ thuật, tổ chức lại Đại đội trinh sát, Đại đội thiết giáp thành Đại đội trinh sát cơ giới, Trung đội công binh thành Đại đội công binh, tổ chức lại Trung đoàn bộ binh khung thường trực thành Trung đoàn bộ binh. Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ ở các vị trí chức danh, các đơn vị mới được sáp nhập theo quy định. Hội nghị cũng nghe công bố quyết định thành lập tổ chức đảng đảm bảo phù hợp với tổ chức biên chế, công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ ở các vị trí chức danh, các đơn vị mới được sáp nhập theo quy định. Sau khi công bố các quyết định, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện điều động bổ nhiệm cán bộ và nhân viên chuyên môn kỹ thuật của các đơn vị, cơ quan. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị cơ quan trực thuộc xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch thường xuyên của đơn vị theo đúng quy định. Sáng nay, Khối thi đua nội chính tỉnh tổ chức hội nghị ký giao ước thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh. Khối thi đua gồm 7 đơn vị. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối thi đua đã thảo luận thống nhất nội dung bản giao ước và phát động phong trào thi đua khối nội chính năm 2024.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu khối thi đua phải triển khai các phong trào thi đua sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, thu hút toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ trong các lực lượng vũ trang tham gia. Nội dung thi đua phải thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của các cơ quan đơn vị. Khối thi đua phải xây dựng chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động, xây dựng thang điểm, bảng tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua, lựa chọn điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối thi đua nội chính đã ký giao ước thi đua năm 2024. Nhằm động viên, cổ vũ, tạo không khí cho các thanh niên trước ngày lên đường bảo vệ Tổ quốc, sáng nay các địa phương đã tổ chức giao lưu với tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Dự chương trình giao lưu thanh niên thành phố Hưng Yên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024 của thành phố Hưng Yên có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Tại chương trình, 182 tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ đợt này đã được giao lưu với đại diện Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, đơn vị nhận quân, đại diện thanh niên nhập ngũ năm 2024, cựu chiến binh và quân nhân xuất ngũ. Qua đó, các tân binh hiểu rõ hơn về cuộc sống trong quân đội cũng như các chế độ chính sách dành cho thanh niên trong thời kỳ tại ngũ và sau khi xuất ngũ, từ đó xác định mục tiêu phấn đấu tu dưỡng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, tự tin bước vào môi trường quân đội. Tôi hiện tại thì đã tốt nghiệp đại học và hiện tại đang có công việc ổn định. Nhưng sau khi nhận được lệnh gọi khám và được kết luận là đủ tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ quân sự thì cũng xác định đây là cái nghĩa vụ của mình. Được tham gia buổi giao lưu này, hiểu biết nhiều hơn về truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Điều đó làm cho tôi cảm thấy rất là tin tưởng, tự hào và có tinh thần hơn để nhập ngũ trong những ngày sắp tới. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Hưng Yên đã trao giấy khen và quà tặng 24 thanh niên tiêu biểu nhập ngũ năm 2024 trên địa bàn. Tại thị xã Mỹ Hào, dự buổi giao lưu có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy. 193 thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này cùng hàng trăm học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật đã đến tham gia buổi giao lưu. Tại buổi giao lưu, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, các ngành đoàn thể huyện đã tổ chức tặng quà, động viên các thanh niên. Năm 2024, Mỹ Hào được giao tuyển chọn 193 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 22 chỉ tiêu công an nghĩa vụ, còn lại giao cho 4 đơn vị nhận quân là Bộ Tư lệnh Lăng, Bộ Tổng tham mưu, Trường cao đẳng trinh sát và Quân đoàn 12. Trước ngày nhập ngũ, đã có 127 thanh niên được học cảm tình đảng. Trước đó, các đại biểu và các thanh niên đã dâng hương tham quan khu lưu niệm tướng quân Nguyễn Thiện Thuật, nhà lưu niệm nữ du kích Hoàng Ngân, anh hùng lực lượng vũ trang Vũ Thị Kính. Năm 2024, huyện Yên Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển chọn 242 tân binh, giao cho các đơn vị nhận quân gồm Trung đoàn 43, Sư đoàn 395, Lữ đoàn 673, Quân đoàn 12, Lữ đoàn 144, Bộ Tổng tham mưu, Đoàn Nghi lễ Quân đội 781, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên. Tại buổi giao lưu, các đại biểu cùng tân binh đã được thưởng thức những bài hát ca ngợi quê hương đất nước, về hình ảnh người bộ đội Cụ Hồ, về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, giao lưu tọa đàm với các vị khách mời và trả lời các câu hỏi về luật nghĩa vụ quân sự. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ đã tặng giấy khen cho 29 tân binh gương mẫu xung phong tình nguyện nhập ngũ năm 2024. Tại trường Trung học phổ thông Kim Động, huyện Kim Động tổ chức giao lưu thanh niên huyện Kim Động với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024. Tại buổi giao lưu, các thanh niên chuẩn bị nhập ngũ cùng các đại biểu là cựu chiến binh, cựu quân nhân, đại diện đơn vị nhận quân cùng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các em học sinh đã ôn lại truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong các cuộc chiến đấu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Cùng với đó là những chia sẻ về quá trình rèn luyện quân ngũ, tìm hiểu về luật, quyền và nghĩa vụ công dân khi tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Năm 2024, huyện Kim Động được giao chỉ tiêu 220 tân binh cho 4 đơn vị nhận quân. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị đã được huyện Kim Động hoàn thành, sẵn sàng cho ngày hội giao quân. Nhân dịp này, huyện Kim Động đã tặng giấy khen cho 20 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ, 10 quân nhân là đảng viên hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Năm nay, huyện Phù Cừ có 173 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 149 chiến sĩ trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, 24 chiến sĩ trúng tuyển nghĩa vụ công an nhân dân.
Tại chương trình, các thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, đại diện cựu chiến binh huyện, đơn vị nhận quân, quân nhân đã hoàn thành nhiệm vụ, đã có buổi giao lưu với gần 1.000 học sinh trường trung học phổ thông Phù Cừ. Chương trình nhằm giúp thanh thiếu niên hiểu biết thêm về truyền thống đánh giặc của dân tộc, chế độ chính sách cho quân nhân trong thời gian tại ngũ và xuất ngũ. Nhân dịp này, 16 thanh niên tiêu biểu thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân được nhận khen thưởng của lãnh đạo huyện. Năm 2024 được dự báo còn nhiều khó khăn cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Giáp Thìn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm đã quyết tâm đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là nỗ lực để vượt qua khó khăn, tìm kiếm hướng đi mới để duy trì và phát triển cho chính mình, cũng như đảm bảo việc làm và đời sống cho người lao động, tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho địa phương đang chuẩn bị kỷ niệm 25 năm tái lập. Ra quân sản xuất vào đúng ngày Vía Thần Tài, mùng 10 tháng Giêng, doanh nghiệp chuyên chế tạo khuôn mẫu gỗ nhựa này ở xã Minh Hải tổ chức gặp mặt chúc Tết lì xì và bốc thăm trúng thưởng, tạo khí thế phấn khởi cho công nhân. Gần 100% công nhân đi làm trở lại ngay ngày đầu tiên của năm mới. Trong đó, có những người quê xa ở Vĩnh Phúc, Hà Nội như anh Soát, anh Quân đã gắn bó với công ty trên dưới 20 năm nay. Ngày đầu tiên đi làm của Xuân Giáp Thìn, tôi muốn công ty thứ nhất là sang năm mới là có một cái sự phát triển vượt bậc, mong sao là tất cả anh em được phát triển và có một cuộc sống ấm no. Để tiếp tục tạo việc làm ổn định và duy trì mức lương trung bình 9 đến 10 triệu đồng một tháng cho 180 công nhân, doanh nghiệp cũng sẽ tìm hướng đi mới trong việc phát triển loại sản phẩm chủ yếu đang phải nhập khẩu. Trong năm 2024 thì công ty cũng tiếp tục thực hiện tái cơ cấu và phát triển thêm những cái sản phẩm mới để đáp ứng cái nhu cầu của thị trường, cũng như là làm tăng thêm cái doanh thu cũng như là cái công việc cho người lao động. Công ty sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm về mặt cơ khí, chế tạo các cái sản phẩm linh kiện cho các doanh nghiệp FDI. Sau Tết Giáp Thìn, doanh nghiệp này bắt đầu đưa vào hoạt động 8 dây chuyền sản xuất đồ chơi cao cấp xuất khẩu đi châu Âu. Bàn sự khởi đầu đan, năm con rồng này, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tuyển dụng được công nhân cho nhà máy tại xã Lương Tài. Trong cái năm mới Giáp Thìn này, doanh nghiệp sẽ cần đến 500 đến 1.000 lao động. Doanh nghiệp sẽ đảm bảo mức lương cho cán bộ công nhân viên của công ty và sẽ cố gắng tạo điều kiện tốt nhất để cho cán bộ công nhân viên có một cái điều kiện thuận lợi. Đầu tư vào xã Tân Quang trên 20 năm nay với hai nhà máy công nghệ cao thu hút gần 500 công nhân với thu nhập bình quân lên đến 24 triệu đồng một người trên tháng. Sự phát triển của doanh nghiệp này cũng luôn đồng hành cùng quá trình phát triển gần 25 năm qua của huyện Văn Lâm. Trong năm 2024 này thì chúng tôi cũng xây dựng cái kế hoạch để có những nỗ lực cố gắng cao nhất để từng vị trí cán bộ công nhân viên có những cái trách nhiệm cả làm việc cao nhất tại mỗi vị trí để đóng góp vào sự phát triển của công ty, để hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch, phối hợp với địa phương để phát triển vùng trồng dược liệu để tăng giá trị sản phẩm, để có thể đóng góp một phần nhỏ vào cái việc kỷ niệm 25 năm tái thành lập huyện Văn Lâm. Huyện Văn Lâm hiện có trên 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động tạo việc làm cho hơn 60.000 người. Công nghiệp chiếm hơn 81% trong cơ cấu kinh tế. Thu ngân sách năm 2023 đạt trên 5.600 tỷ đồng, chủ yếu thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu nhập bình quân theo đầu người đạt trên 130 triệu đồng. Sức khỏe của doanh nghiệp ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của địa phương. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu xuân mới, huyện Văn Lâm có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là sự tiếp xúc cũng như đồng hành với doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Thời điểm đầu năm, người dân thường đến các nhà chùa, khu di tích văn hóa lịch sử để cầu bình an và cúng dường tiền công đức. Tuy nhiên đã xuất hiện tình trạng kẻ gian đột nhập vào nhà chùa để ăn trộm tiền công đức. Mới đây, một vụ trộm tiền công đức đã diễn ra tại chùa thôn Phú Mãn, xã Văn Sáu Nam, huyện Phù Cừ. Tận dụng đêm khuya, nhà chùa không có sư trụ trì nên kẻ trộm đã cậy hòm công đức và lấy đi gần toàn bộ số tiền trong hòm. Đêm thì là kẻ trộm nó vào lấy trộm. Thế thì trong người đó là có cái cam nó phát hiện được. Thế thì thường thường là tôi thì là người phát hiện đầu tiên, thì tầm 2-3 giờ sáng là tôi dậy. Thì tôi mở ra tôi xem, nó có ghi là phát hiện có người. Sau khi ra kiểm tra thì nó bẻ khóa, thì nó lấy toàn bộ là tiền chẵn và tiền lẻ vất vả.
Trước đó tại ngôi chùa thôn Đông Cáp, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cử, kẻ gian đã đột nhập vào để trộm tiền của nhà chùa. Đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và ban quản lý các khu di tích lịch sử văn hóa cần nâng cao cảnh giác, truy bắt các đối tượng trộm cắp để xử lý theo quy định của pháp luật, trả lại sự tôn nghiêm, thành tịnh cho các nơi thờ tự, không nên để số lượng tiền lớn trong hòm công đức, tránh cho kẻ gian lấy trộm. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.